Mình có một hình chữ nhật lớn ở đây. Nó được chia thành bốn hình chữ nhật nhỏ hơn. Và mình muốn biểu diễn diện tích của hình chữ nhật to này bằng hai cách khác nhau. Cách đầu tiên, mình muốn viết nó thành tích của hai nhị thức. Và sau đó, mình muốn viết nó thành một tam thức. Vậy chúng mình hãy cùng thử nghĩ về nó một chút nhé. Vậy mình có chiều dài của hình như chữ nhật lớn này từ đây đến đây có độ dài là x. Còn từ đây đến đây có độ dài là 2. Vậy tổng chiều dài ở đây sẽ là x cộng 2. Vậy, chiều dài sẽ là x cộng 2, còn chiều rộng sẽ là gì nhỉ? Chiều rộng từ đây đến đây là x, và từ đây đến đây là 3. Vậy tổng chiều rộng sẽ là x cộng 3. Và bằng cách đó, mình đã biểu diễn được diện tích của cả hình chữ nhật này với diện tích của hai nhị thức. Nhưng giờ mình sẽ viết một tam thức nhé. Và để làm được như thế, chúng mình có thể chia hình chữ nhật to này thành các hình chữ nhật nhỏ hơn. Vậy, diện tích của hình chữ nhật màu tím ở đây là gì nhỉ? Hình chữ nhật màu tím có chiều dài là x và chiều rộng cũng là x. Nhưng diện tích sẽ là x bình phương. Để mình viết bên đây nhé. Nó sẽ là x bình. Diện tích của hình chữ nhật màu vàng sẽ là gì? Chiều dài của nó là x, giống với chiều dài của hình màu tím, chiều dài là x và chiều rộng sẽ là 3 nên nó sẽ là x nhân 3 hay 3x. Vậy nó sẽ có diện tích là 3x. Nếu chúng mình cộng diện tích của cả hai hình này lại thì sẽ là cộng 3x. Biểu thức này chính là diện tích của phần màu tím cộng với diện tích của phần màu vàng. Và chúng mình có thể tính sai phần màu xanh lá, diện tích của nó sẽ là gì? Chiều dài là 2 và chiều rộng là x nên chiều dài nhân với chiều rộng sẽ là 2 nhân x và chúng mình chỉ cần cộng thêm 2x của biểu thức bên đây và cuối cùng là hình chữ nhật màu xám này chiều dài của nó như bạn thấy ở đây nó sẽ là 2 và chiều rộng của nó sẽ là 3 vì thế vậy diện tích sẽ là 6 là bằng 2 nhân 3 đấy vì bạn cộng 6 vào đây và bạn có thể nói đây không phải là một tam thức vì nó có 4 phần mà nhưng mà nếu mà để ý, chúng mình có thể cộng hai hạng tử ở giữa lại với nhau. Khi đó, bạn sẽ có 3x cộng 2x sẽ bằng 5x. Vậy, cái biểu thức này sẽ được rút gọn lại thành x bình cộng với 5x và cộng với 6. Vậy đây và đây là hai cách để biểu diễn diện tích của hình chữ nhật này và chúng sẽ bằng nhau và điều này hoàn toàn đúng. Vì nếu bạn nhân những nhận thức lại với nhau và rút gọn nó, bạn sẽ được tâm thức này. Bạn có thể làm thế rất nhanh. Bạn nhân x với x để mình viết cùng một màu nhé. Bạn nhân x với x, bạn sẽ được x bình phương. Bạn nhân x với 3, bạn sẽ được 3x và bạn nhân 2 với x bạn sẽ được 2x và rồi nhân 2 với 3 thì bạn sẽ được 6. Vậy chúng mình có thể nói là mô hình diện tích này đã giúp bạn hình dung được phép nhân hai nhị thức này lại với nhau. Và ở các video khác, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm về việc áp dụng tính chất nhân phân phối hai lần. Nhưng mình mong là video này đã giúp bạn hình dung được tốt hơn lý do tại sao phép nhân lại có hợp lý nhé.